Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài số 2, biểu đồ kép, sách giáo khoa môn toán lớp 6, tập 2, bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 6, 3 bộ sách, thầy đều đã làm rất là đầy đủ cho các em, rất là chi tiết cho các em rồi. Các em nhớ tìm theo bài, hoặc theo chương, hoặc là theo trang để chúng ta cùng học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 12 nào. Rồi chúng ta sẽ đến với phần bài tập, bài số 1 nào. Khóa bồi dưỡng về kỹ thuật công nghiệp. Này, người ta ghi tắt này, kỹ thuật công nghiệp nhé. Và khóa bồi dưỡng về kỹ thuật nông nghiệp. Đó, nhớ tôi ghi tắt hai cụm từ này, kỹ thuật công nghiệp này, kỹ thuật nông nghiệp. Được tổ chức trong 10 buổi liên tiếp. Giữa mỗi buổi học thì mỗi học viên đều dùng đúng một cốc nước giải khát. Tức là gì? Khi mà nghỉ giải lao đấy các em thì sẽ được dùng nước giải khát, đúng không? Biểu đồ cột kép ở hình 14. Đây, tức là đây. Thống kê số học viên dùng nước giải khát trong 3 buổi đầu tiên của mỗi khóa bồi dưỡng. Người ta hỏi câu A này. Trong 3 buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất là bao nhiêu, ít nhất bao nhiêu? Ở câu B, câu C. Rồi, vậy thì giờ mình sẽ quan sát ở đây. Mình sẽ làm lần lượt nha. Bài số 1 này. Bài số 1, câu A. 3 buổi đầu tiên, số học viên dùng nước giải khát ở mỗi buổi nhiều nhất là bao nhiêu, ít nhất bao nhiêu? Vậy các em nhìn thấy đây. Cột hàng gì? Hàng dọc này. Thể hiện số học viên này, từ 0 đến 40 học viên. Cột hàng ngang đây sẽ là gì? Từng buổi này, buổi thứ nhất này, buổi thứ hai này, buổi thứ ba này. Màu xanh này là đối với các học viên là khóa kỹ thuật công nghiệp này. Màu tím này với những học viên là khóa kỹ thuật nông nghiệp. Đúng nào? Rồi vậy ta hỏi này, trong 3 cái buổi đầu tiên này này, số lượng số học viên dùng nước giải khát mỗi buổi nhiều nhất bao nhiêu, ít nhất bao nhiêu? Vậy thì đây có số này. À, vậy để làm được cái này thì các em sẽ thiết kế cho thầy một cái gì? Một cái bảng, đúng không? Một cái bảng như thế này. Đây là buổi nè. Buổi nè. Chúng ta sẽ có buổi thứ nhất nè. Ghi lại tên đi nhỉ. Buổi 1 nhá. Đây là buổi 1, buổi 2 và có buổi gì? Buổi thứ 3. Được chưa? Đấy. Vậy thì yêu cầu mình tìm cái đối tượng ở đây là gì? Nhiều nhất và ít nhất này. Vậy thì mình sẽ tìm ở đây cho thầy đó là nhiều nhất này. Nhiều nhất. Nhiều nhất nhá. Và ít gì? Ít nhất này. Được chưa? Đó, các em thiết kế ra cho thầy một cái bảng như thế này. Ở đây thì thầy kẻ bằng tay để cho chúng ta biết thôi. Các em kẻ trong tập vở của mình cho nó đẹp lại nhá. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có một cái bảng như thế này nhá. Được chưa? Rồi. Kẻ như vậy thì nó bị mất luôn. Rồi, kẻ đến đây thôi. Rồi, chúng ta để vậy đi nhá. Rồi, vậy thì trong cái buổi thứ nhất nè, các em thấy nè, nhiều nhất là bao nhiêu đây? 35 nè, đúng không? Vậy thì các em sẽ điền đây số 35. Đây, thầy sẽ lấy màu này nhá. Buổi 1, nhiều nhất 35. Ít nhất là bao nhiêu? 25. Buổi thứ hai nhiều nhất 37. Và ít nhất bao nhiêu? 20, 23. Buổi thứ 3 nhiều nhất 38 và ít nhất là bao nhiêu? 22. Đấy, như vậy thì mình đã trả lời được nhiều nhất và ít nhất từng buổi chưa? Rất là khoa học, đúng không? Chuẩn không các em? Đấy, rất là khoa học. Rồi, câu B nè. So sánh số học viên dùng nước giải khát trong mỗi buổi của hai khóa bồi dưỡng, em có thể đưa ra
một giải thích hợp lý cho điều này được không? Như vậy thì mình dựa vào câu gì? Câu A đây này, thì các em sẽ giải thích cho thầy câu B này. Mình sẽ so sánh nè. Nhìn vào câu A hoặc ta nhìn trên biểu đồ này cũng được này. Trong cả 3 buổi nè. Trong gì? Trong cả 3 buổi. Cả 3 buổi nhá. Trong cả 3 buổi thì chúng ta sẽ thấy cái điều gì? Số học viên của cái gì? Của cái lớp, à của khóa chứ. Khóa màu tím nè. Khóa kỹ thuật nông nghiệp nè. Số học viên khóa nè. Kỹ thuật nông nghiệp. Đúng không? Như thế nào các em? Dùng gì? Dùng cái gì đây? Dùng nước giải khát nhiều gì? Nhiều hơn. À, đơn giản vậy thôi đúng không? Dùng nước giải khát nhiều hơn. Có thể có một trường hợp ở đây là gì? Đông hơn thì sao đúng không? Dùng nước giải khát nhiều hơn so với học viên khóa gì? Khóa kỹ thuật công nghiệp. Được chưa? Xong nhá. Đơn giản đúng không nào? Rồi. Bây giờ mình sẽ đến giờ thì yêu cầu mình giải thích. Vậy thì có thể là giải thích như nào nữa? Giờ mình đã so sánh đây rồi. Vậy thì giải thích này. Giải thích này thì có thể, nếu mà đưa cho thầy và các em giải thích á, thì chúng ta sẽ có thể là gì? Giải thích này. Giải thích ở đây thì có thể là sẽ có một cái trường hợp tình huống này xảy ra là gì? Có thể cái số học viên, đúng không? Số học viên, vậy mỗi người chỉ được dùng một gì? Một lần thôi đúng không? Đúng không? Vậy thì có thể là số học viên của kỹ thuật nông nghiệp đây nè, sẽ lớn hơn hay là đông hơn? Đúng không? Thì nó mới dùng được nhiều hơn nhé. Đông hơn học viên của kỹ thuật công nghiệp. Bởi vì sao các em? Điều kiện ở đây nè, mỗi học viên thì chỉ dùng đúng một gì? Đúng một cốc nước thôi chứ không phải dùng hai. Vậy thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là gì? Có thể số học viên ở đây nó sẽ phải đông hơn thì nó mới dùng nhiều hơn như này, đúng không? Bởi vì mỗi người chỉ được một cốc thôi, chứ đâu phải anh nào có thể uống được hai cốc hay gì đâu, đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ đến câu C này. Để tránh lãng phí trong những buổi học tiếp theo, em hãy chọn phương án phù hợp nhất với việc chuẩn bị nước giải khát cho học viên của cả hai khóa. À, như vậy thì để mà tránh lãng phí thì đây một cái bài toán rất là hay đúng không? Rất là thực tế đấy các em. Vậy thì mình sẽ chọn 1, 2, 3, 4 phương án này nè. Vậy thì để mà chọn được 4 phương án này thì chắc chắn là gì? Chúng ta sẽ tìm một cái bài toán, đây là gì? Liên quan tới trung bình cộng. Đúng không? Đấy, vậy thì bây giờ mình chỉ có gì? Có cách là thực hiện gì? Tính trung bình cộng thôi. Được chưa? Vậy thì ta sẽ có này. Ta có nhé. Trung bình số nước uống của cả hai khóa này. Trung bình nè. Số nước uống nè. Trung bình số nước uống cả hai khóa. Mình có hai khóa, đó là gì? Khoa học tự, xin lỗi, kỹ thuật chứ. Kỹ thuật nông nghiệp nè. Và kỹ thuật công nghiệp là
các em sẽ cộng hết tất cả những cái đối tượng này vào. Đấy, theo từng buổi này. Buổi 1 này, bao nhiêu? 25 cộng với 30, 35 cộng với buổi thứ 2 là 23 này, cộng với bao nhiêu? 30, 37 này, cộng với cái buổi thứ 3 là bao nhiêu? 22 này, cộng với bao nhiêu? 30, 38. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng em kem nhẩm cho nè. Đây sẽ là 60. 60, 60. Như vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 180. Đúng không? Bằng nè. 180 kem chia cho mấy? Chia cho 3. Tất cả đây chúng ta chia cho 3 nhé. Được tất cả bao nhiêu nè? Đó. Thì kem sẽ chia cho gì? Chia cho 3 cho thầy nè. Được chưa? Đấy, như vậy mới được nha. Chúng ta phải bỏ trong một cái ngoặc như vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta cộng vào cả ba cái này sẽ bằng 60 cộng 60 cộng 60. Đó. Mọc vuông nhá. Chia cho mấy? Chia cho 3 thì sẽ bằng 180. Kem chia cho gì? Chia cho 3. Như vậy 180 chia cho 3 thì 18 chia cho 3 bằng 6 gì? 60. Đấy, như vậy thì mình sẽ chọn là gì? 60. Vậy bằng 60 thì chưa? Vậy nè. Vậy thì giờ mình sẽ chọn cái phương án là 60. Đây, chúng ta sẽ chọn phương án nào? Chọn phương án 3. 60 cốc nước giải khát nhé. Vậy thì em sẽ chọn phương án 3. Phương án 3 với gì? 60 cốc nước giải gì? Giải khát. Đó. Nếu mà ta chọn phương án 1 40, phương án 2 45, như vậy thì sẽ thiếu, đúng không? Phương án 3 là vừa đủ, phương án 4 thì lại gì? Dư rồi. Đấy, như vậy xong cái bài số 1 nhá. Rất là thực tế đấy các em. Bài này rất là hay. Rồi, ta sẽ sang cái bài số 2. Bài số 2 ta cho này. Biểu đồ ở hình 15. Đây, hình 15 đây. Thống kê số áo được bán ra trong 2 ngày của cửa hàng kinh doanh. Đó. Cột này là số áo này. Từ 0 cho đến gì? Đến 9 đúng không? Cứ mỗi một cái này là một cái áo đó. Và đây là ngày này, ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Vậy thì đây, cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 1 màu xanh, cửa hàng 2 màu đỏ. Đây thể hiện hai cửa hàng đúng không? Rồi. Trong 2 ngày của hai cửa hàng kinh doanh, mỗi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc áo trong 2 ngày? Ồ, vậy thì cái này thì chúng ta trả lời đơn giản không? Dễ như kiểu là ăn kẹo thôi đúng không? Đúng không? Rồi, vậy thì bài số 2. Câu A nè. Mỗi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc áo trong 2 ngày? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Mỗi cửa hàng. Mỗi cái cửa hàng bán được nè. Bán được cái gì em? Bán được số áo. Số áo trong trong cái gì? 2 ngày là. Được chưa? 2 ngày là nhá. Rồi, mình sẽ tính cho cái cửa hàng số mấy trước. Số 1 trước cũng được, số 2 trước cũng được. Vậy thì mình sẽ ghi nè, cửa hàng 1 nè. Đó, cửa hàng 1. Được chưa? Các em sẽ lấy nè, ngày thứ nhất cửa hàng 1 màu xanh này, 6 nè. Cộng với ngày thứ 2 màu xanh mấy? 8. Như vậy 6 cộng 8 sẽ là 14. 14 áo. Được chưa? Tương tự như vậy các em sẽ tính được cửa hàng 2. Đúng không? Cửa hàng 2 ngày 1 có mấy đây? 2, 3. Vậy đây sẽ là 3 này. Cộng với ngày thứ 2 này bán được có mấy? 4 à. Vậy thì anh này chỉ bán được mấy? 7 áo thôi. Được chưa? Đấy, xong chưa nào? Rồi, vậy bây giờ ta hỏi cái gì nữa nào?
mỗi cửa hàng đó bán được bao nhiêu chiếc áo trong trong 2 ngày. Rồi như vậy thì xong. Rồi câu B nè. Biết rằng sau 2 ngày nói trên, cửa hàng 1 đã lãi được 70.000 đồng và cửa hàng 2 lãi được là 400.000 đồng. Nhận định bán được càng nhiều áo thì càng lãi nhiều, có hợp lý không? Đó. Như vậy thì giờ mình sẽ tính tiền cho họ đúng không? Đúng không? Đấy. Như vậy thì giờ mình phải gì? Phải tính tiền cho từng cái này. 2 ngày nói trên cửa hàng 1 lãi được là 700.000 đồng và cửa hàng 2 thì lãi được là 400.000 đồng. 700.000 đồng nè. Để mình khẳng định như này nè. Vậy thì chúng ta phải xác định ở đây nè. 700.000 đồng mà chia cho bao nhiêu? 14 thì mỗi một áo là bao nhiêu? Ở đây gì? 400.000 đồng mà có 7 áo thôi. Vậy thì có phải là bán nhiều thì lãi nhiều không? Phải không? Đúng không? Đúng phải không? Đấy, như vậy thì rõ ràng 14 áo được 700.000 đồng, 7 áo được 400.000 đồng thì số tiền của anh này lớn hơn. Đúng không? Vì nè, vì nhá, 14 áo nè lớn hơn mấy? 7 áo. Được chưa? Đi tách nó ra. Lớn hơn 7, 7 áo nè. 700.000 đồng nè. Được chưa? 700.000 đồng nè. Lại lớn hơn bao nhiêu? 400.000 đồng. Đấy. Vì hai cái này thì mình mới khẳng định nên nên cái nhận định này, nhận định bán được càng nhiều áo thì càng lãi nhiều là hợp lý. Bán được càng nhiều áo, bán được càng nhiều áo nè thì càng lãi nhiều, đúng không? Càng lãi nhiều là gì các em? Là hợp lý nhá, hay nói khác là gì? Là đúng. Đấy, như vậy thì áp dụng đây là một chiêu thức trong kinh doanh của chúng ta đấy các em. Ví dụ các em bán nè, một ngày các em bán cái gói xà bông gội đầu đó, các em bán 1.000 gói hoặc 100 gói đi, thì so với cái anh một ngày anh chỉ bán được 3 chai thì ai sẽ lời hơn? Đấy, do đó là gì? Nhận định này thầy nói như vậy chúng ta hiểu đúng không? Một ngày bạn bán 1.000 cái gói xà bông gội đầu, cứ một gói đó giờ bình quân là 500 hoặc là gì 1.000, hoặc ta mua theo dây, cứ một dây như vậy thì khoảng là bao nhiêu tiền đó? Thì so với cái người mà ta bán xà bông đó, xà bông gội đầu đó, đúng không? Bằng chai ấy, thì ai sẽ lãi nhiều hơn các em? Rõ ràng cái người bán bằng gói này này, người ta bán nhiều hơn thì sẽ gì? Lãi hơn thôi. Được chưa? Đấy, vậy thì đấy chính là minh chứng cho cái nhận định này nhá. Rồi, sang bài số 3 nào. Wow, bài này cũng dài thế nhỉ. Biểu đồ hình 16. Đây, chính biểu đồ này. Thống kê số lượng TV bán được của 3 cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6 của năm 2018. Rồi, thống kê cửa hàng của 3 cửa hàng. Đây, vậy thì họ sẽ thống kê theo từng cửa hàng này. Cửa hàng 1, cửa hàng 2, cửa hàng 3. Tháng 5 là màu xanh đậm này. Tháng 6 này, màu xanh lá cây này. Được chưa? Rồi, như vậy thì ở đây thì yêu cầu này, câu A này. So sánh số lượng TV bán được của mỗi cửa hàng trong tháng 5 và trong tháng 6. Đấy, vậy thì giờ muốn so sánh được số lượng TV của các cái cửa hàng này thì các em phải làm gì? Phải tính được từng cái cửa hàng này nè, bán được là bao nhiêu tổng số trong gì? Trong 2 cái tháng này đúng không? Thì chúng ta mới gì? Mới so sánh được, đúng không nào?
Rồi, vậy thì bây giờ để làm câu A nhé. Bài số 3 đúng không? Câu A này. Để mà so sánh được số lượng TV bán được của mỗi cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6 thì chúng ta phải làm gì? Phải làm gì đây? Phải nhìn vào đây các em thấy nè. Tháng 6 nè. Màu gì? Màu gì đây? Màu xanh lá cây lúc nào cũng cao hơn màu xanh nước gì? Nước biển. Vậy thì mình sẽ nhận xét ngay nè. Cả ba cái cửa hàng. Ba cửa hàng như nào đây? Trong tháng 6, số lượng TV bán được nhiều hơn tháng gì? Tháng 5. Đúng không? Cả ba cửa hàng thì trong tháng 6 nè. Số lượng TV. Bán được như nào các em? Nhiều hơn tháng 5. Đúng không? Đấy. Giờ giáo viên hỏi vì sao? Dạ thưa thầy, ví dụ nè, cửa hàng 1 nè. Chẳng hạn như ở cửa hàng 1. Thì tháng mấy? Tháng 6 bán được bao nhiêu? 47. Tháng 5 bao nhiêu? 30. Đấy, như vậy thì cửa hàng 1 nè, 47 nè, sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn 30. Đấy, tương tự như vậy cửa hàng 2. Tháng 6 bao nhiêu? 71. Sẽ lớn hơn 42. Ở cửa hàng số gì? Số 3. Bao nhiêu? 88 nè. Sẽ lớn hơn 50. 53. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Chúng ta so sánh các em ạ. Đấy, chúng ta không phải tính ra số lượng hơn bao nhiêu cả. Được chưa? Rồi, là đến câu B nè. Cửa hàng 3 bán được nhiều TV nhất trong cả tháng 5 và 6. Em có thể đưa ra một lý do phù hợp nhất để giải thích cho kết quả này được không? Và em đồng ý với những nhận xét nào sau đây? À, như vậy. Bây giờ chúng ta thấy nè. Rõ ràng cửa hàng số 3. Cửa hàng 3 là 53 của tháng 5 và 88 tháng 6. Đúng rồi. Như vậy thì cửa hàng 3 này nè. Chúng ta sẽ xem vì sao người ta bán được nhiều. Đúng không? Cửa hàng 3 bán TV với giá rẻ. Giá rẻ thì cũng được đúng không? Cửa hàng 3 chăm sóc khách hàng tốt nhất. Rồi, cửa hàng 3 có nhiều loại TV cho người mua hàng lựa chọn. Cửa hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại mua bán của người mua hàng. Đấy, vậy thì trong mấy, trong 4 cái lựa chọn này nè, thì chúng ta sẽ chọn cái nào? 4 cái nhận xét này nè. Các em sẽ nhận xét cái nào đây các em? Chúng ta sẽ đi từng cái một nhá. Được chưa? Vậy thì giờ chúng ta sẽ đi từng cái một để chúng ta sẽ thống nhất luôn này. Vậy thì em đồng ý nè. Em đồng ý với nhận xét này. Bây giờ mình sẽ nhận đồng ý với nhận xét nào thì mình ghi đây đúng không? 2, 3, 4, 5 gì đó. Cửa hàng 3 bán TV với giá rẻ nhất. Có được không các em? Như vậy thì nhớ là gì? Về giá cả của các mặt hàng ở trên thị trường là phải có gì? Có cái quản lý giá các em ạ, chứ không được bán phá giá đâu nhá. Đấy, chứ không phải kinh doanh là em thích là em bán phá giá đâu. Nếu mà bán phá giá thì sẽ bị phạt đó các em. Đấy, do vậy thì cái này sẽ không nè. Không đồng ý được nè. Cửa hàng 3 chăm sóc khách hàng tốt nhất. Cái này đồng ý không? Tốt đúng không? Đấy, vậy thì cái này sẽ là đồng ý nè. Vậy thì chúng ta sẽ chọn nhận xét số mấy đây? Số 2 nè. Được chưa? Đấy, cái chăm sóc khách hàng rất là quan trọng đúng không các em? Đấy, nhiều khi chúng ta, cái người Việt Nam ta đi mua nhiều khi chỉ hơn kém nhau có 1 đồng thôi. Ví dụ 99.000, nhưng bên kia bán 100.000. Đấy, nhưng mà chúng ta lại cứ thích là gì? Đổ xô vào cái chỗ 99.000, mặc dù rẻ hơn có 1.000 thôi nếu mà xét về mọi mặt. Nhưng mà cái bên 99.000 đó, nó có nhiều những cái chương trình khuyến mại đối với khách hàng, nó thường xuyên hỏi thăm,
đúng không? Điện thoại, rồi chăm sóc khách hàng, về vấn đề bảo hành hay là sao đó, đúng không? Vân vân, rất là nhiều. Thì chắc chắn là gì? Sẽ nhiều người người ta giới thiệu hơn. Ví dụ mua về ở xóm mình, hoặc mua về ở tổ dân phố mình, thôn mình, hoặc là gì trong gia đình khoe, đúng không? Ô, tôi vừa mới mua cái tivi chỗ đó, nó chăm sóc tốt lắm, nó hướng dẫn tận tình lắm. Chứ không phải có nhiều người đi mua nó không biết sử dụng như nào, vân vân. Rồi thầy không linh tinh liên thuyên nữa nhá. Rồi, nhận xét thứ ba, cửa hàng 3 có nhiều loại tivi cho người mua hàng lựa chọn. Nhiều loại thì cửa hàng nào đã kinh doanh thì người ta phải có hết, đúng không? Do vậy không đồng ý được. Rồi, câu 4 à. Cửa hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho việc đi lại mua bán. À, cái này có đồng ý không? Rất đồng ý, đúng không? Ví dụ chúng ta bán buôn, chúng ta phải ở mặt gì? Mặt đường thuận lợi, ở những ngã ba, ngã tư nhiều người đi lại, đúng không nào? Đấy, chứ bán buôn, ví dụ em đưa vào trong hẻm em bán thì có nhiều người thấy không? Không bao giờ thấy. Vậy thì chúng ta sẽ đồng ý với cái nào? Số 2 và số gì? Số 4 này nhá. Rồi, sang câu C nào. Số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 6 nhiều hơn số lượng tivi mà cả 3 cửa hàng bán được trong tháng 5 là bao nhiêu chiếc? À, như vậy thì bây giờ mình phải tính ra là bao nhiêu chiếc. Em có biết giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra vào tháng nào không? Sự kiện đó có liên quan gì đến việc mua bán? À, như vậy thì cái này thì chúng ta sẽ cùng nhau giải thích nhá. Rất là hay, đúng không các em? Rồi, mình sẽ đến với câu C này. Số lượng TV bán ra trong tháng 6 nhiều hơn. Rồi, mình sẽ trả lời ý thứ nhất này. Số lượng TV bán ra tháng gì? Tháng 6 nhiều hơn. Nhiều hơn tháng gì? Tháng 5 là. Đấy. Vậy thì các em sẽ lấy tất cả những cái cả 3 cửa hàng của tháng 6 này, các em cộng vào. Cửa hàng 1 bao nhiêu? 47 cộng cửa hàng 2 71 cộng với cửa hàng 3 bao nhiêu? 88. Đây là của tháng 6, trừ đi tháng 5. 30 cửa hàng 1, 42 cửa hàng 2 và 53 cửa hàng 3. Đấy, như vậy thì thực hiện phép cộng, sau đó chúng ta trừ thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? 81 TV. Rồi, xong chưa? Xong ý thứ nhất nhá. Giờ ý thứ hai nè. Em có biết giải bóng đá World Cup 2018 diễn ra vào ngày tháng năm nào không? À, như vậy thì chúng ta sẽ biết ngay là diễn ra vào tháng 6, đúng không? Đúng không? Tháng 6 và tháng 7. Nó sẽ kéo dài từ 12 tháng 6 cho đến khoảng 12 hoặc 14 tháng 7, đúng không? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Khi mà có bóng đá thì số lượng người ta sẽ mua TV là gì? Nhiều. Đó, đơn giản vậy thôi. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là sự kiện. Sự kiện gì? World Cup nè. World Cup. Rất là thực tế, đúng không các em? World Cup 2018 diễn ra vào cái gì? Vào tháng 6 và tháng 7, đúng không? Nó kéo dài vậy đấy các em. Người ta chỉ hỏi tháng thôi, đúng không? Người ta là từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 7 đấy các em. Và bởi vì thầy là một fan của bóng đá. Và tháng gì? Tháng 7. Đấy. Nó diễn ra vào tháng 7 này nên sự kiện này sẽ làm sao? Sẽ làm sao? Nên là thời điểm, cái thời điểm tháng 6 và tháng 7 này sẽ như thế nào? Sẽ có nhiều người. Thời điểm này thì nhiều người có nhu cầu mua tivi, đúng không? Đấy. Mặc dù chúng ta bây giờ là có rất là nhiều điện thoại hoặc là máy tính ta cũng coi được, nhưng mà nó không đã bằng coi tivi, đúng không các em? Có nhu cầu mua tivi để gì? Để xem bóng đá.
Đó, đơn giản vậy thôi. Không phải rườm rà nhá. Đó, do đó nó sẽ gì? Sẽ tăng. Vì thế thì tháng 6 sẽ bán được nhiều tivi. Được chưa? Đó, rất đơn giản nhá. Xong chưa? Rồi. Như vậy xong câu gì? Câu C này, câu D này. Nếu 20 năm sau tính từ 2018 em có một cửa hàng bán tivi thì em chọn thời gian nào để bán được nhiều tivi nhất? À, như vậy thì lại liên quan tới sự kiện thể thao này thì em cứ chọn à. Thì em sẽ chọn à. Thầy sẽ không viết lại cái đề nữa nhá. Nếu 20 năm sau này. Dĩ nhiên là cái cửa hàng em bán tivi thì thời gian nào để có thể bán được nhiều tivi nhất? Tức là gì? Cái thời gian đấy chúng ta không cố định, không thể cố định là tháng 6 như ở trên được, đúng không? Thì cái thời gian mà diễn ra các cái gì? Giải bóng đá thế gì? Thế giới, đúng không? Đó. Thường thường nó sẽ rơi vào gì? Rơi vào hè, đúng không? Như là World Cup này, Copa America này, Euro này, vân vân, đúng không? Đúng chưa? Đấy, để gì? Đó, cái thời gian diễn ra các giải bóng đá thế giới thì chắc chắn là gì? Sẽ bán được nhiều nhất, đúng không? Sẽ bán được nhiều nhất. Đó, vậy thì đây chính là câu đề nhá. Chúng ta phải trả lời như vậy chứ không thể chọn mỗi tháng 6 được. Cứ diễn ra thời gian nào, giờ dịch bệnh nó kéo dài như vậy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái nó còn thay đổi về mặt thời gian nữa, đúng không em? Rồi, và đến đây thì cái clip này cũng tương đối dài rồi. Đừng quên là chia sẻ video này cho các bạn cùng lớp, cùng trường và đặc biệt những bạn đang ngồi chung bàn với mình nhá.